Thưa quý vị, thưa các bạn, Thương hiệu quốc gia là chương trình duy nhất của chính phủ nhằm xây dựng quảng bá hình ảnh thương hiệu quốc gia thông qua việc xây dựng hình ảnh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, việc các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia được vinh danh tại lễ công bố chỉ là bước khởi đầu. Sau đó, doanh nghiệp phải tiếp tục nỗ lực để bảo vệ thương hiệu để sau 2 năm bình chọn lại. Trong năm 2018, có 97 doanh nghiệp được lựa chọn có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, tăng 9 doanh nghiệp so với năm 2016. Kết quả này được lựa chọn từ trên 1.500 doanh nghiệp trực tiếp đăng ký, sau đó sàng lọc được 500 doanh nghiệp có đủ điều kiện được Ban Thư ký các cơ quan chức năng tiếp tục thẩm tra, đánh giá hồ sơ và khảo sát thực địa. Sau đó, trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Chủ tịch Hội đồng Thương hiệu Quốc gia ban hành quyết định công nhận doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2018. Đáng chú ý, theo các thành viên ban tổ chức, điểm khác biệt trong chương trình năm nay là ngoài số lượng doanh nghiệp tăng lên thì chất lượng các doanh nghiệp tham gia cũng có nhiều thay đổi tích cực. Chương trình thương hiệu quốc gia nó rất là ý nghĩa. Chính vì vậy, chúng tôi rất mong muốn các cơ quan truyền thông cũng như là bản thân chương trình, đặc biệt là ban thư ký chương trình cần có cái sự đầu tư nhiều hơn nữa trong việc biên soạn những cái tài liệu, trong việc tổ chức những cái hoạt động truyền thông, và thậm chí tôi cũng đã từng đề nghị đó là chúng ta có những cái buổi trao đổi, chia sẻ và cung cấp thông tin, hoặc thậm chí có thể là tập huấn cho chính những cái đơn vị truyền thông để họ hiểu rõ hơn về giá trị của chương trình. Chương trình thương hiệu quốc gia là chương trình của chính phủ. Chính phủ sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để xây dựng thương hiệu của chính doanh nghiệp, thông qua đó tạo được hình ảnh quốc gia và thương hiệu quốc gia. Do vậy, khi nhận được biểu trưng của chương trình mới chỉ là điểm bắt đầu. Các thương hiệu của Việt Nam cần bước đi và nỗ lực lớn để hội nhập khu vực và quốc tế. Xây dựng và phát triển thương hiệu không chỉ nhằm mục đích kinh doanh ngắn hạn của doanh nghiệp, mà còn là một sự đầu tư lâu dài và bền vững cho tương lai. Ngoài ra, các doanh nghiệp cần phải cam kết thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, môi trường, bảo hiểm xã hội đối với người lao động và có chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi cảm nhận đây là một trách nhiệm, chứ nó không chỉ là một giải thưởng. Chúng tôi vẫn duy trì cải tiến về mặt chất lượng tổng thể, không chỉ của sản phẩm mà còn của dịch vụ và của quá trình. Đồng thời bên cạnh đó, năm 2019, chúng tôi nâng cấp một chương trình mới gọi là Up Your Service để cải tiến, và năm sau sẽ gọi là một năm dịch vụ. Kết quả sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Khí luôn khả quan và không ngừng phát triển. Ngoài cái sự nỗ lực và cố gắng của tập thể cán bộ công nhân viên thì điều không thể phủ nhận là việc Tổng công ty Khí Việt Nam đã đạt được thương hiệu quốc gia. Bởi vì thương hiệu quốc gia là chương trình bảo chứng cho chất lượng sản phẩm của Tổng công ty PVGas, là sự tin tưởng của các doanh nghiệp và công chúng. Trong bối cảnh hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, bên cạnh những cơ hội mà các hiệp định thương mại tự do FTA Việt Nam đã ký kết, cũng như đang đàm phán với các đối tác quốc tế, mang lại thì cũng có rất nhiều thách thức cho các doanh nghiệp Việt Nam. Chính vì vậy, chương trình thương hiệu quốc gia có rất nhiều ý nghĩa và tác dụng thiết thực, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh ngay tại thị trường nội địa, cũng như thị trường Việt Nam đang có thế mạnh xuất khẩu. Khi mà các doanh nghiệp mà có sản phẩm, dịch vụ đạt thương hiệu quốc gia đó, thì chính phủ xác định là các doanh nghiệp này sẽ là cái đối tượng để mà chính phủ bảo chứng, bảo trợ cho thương hiệu của các doanh nghiệp, thương hiệu của các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên thị trường trong nước và quốc tế, và cũng sẽ đồng hành, có nhiều những cái hoạt động đồng hành cùng với cả doanh nghiệp để nhằm mục đích là quảng bá cái thương hiệu của sản phẩm dịch vụ của họ ấy, trên thị trường trong nước và đặc biệt là thị trường quốc tế. Trên thế giới đã có hơn 80 quốc gia đang triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia để phát triển thương hiệu sản phẩm ra thị trường nước ngoài. Vì vậy, việc Việt Nam triển khai chương trình xây dựng thương hiệu quốc gia gắn với vấn đề hội nhập và phát triển xuất khẩu là phù hợp với xu thế chung của thế giới. Chương trình thương hiệu quốc gia đã và luôn hướng tới mục đích xây dựng hình ảnh về Việt Nam là quốc gia có uy tín về hàng hóa và dịch vụ đa dạng phong phú với chất lượng cao, nâng cao sức cạnh tranh cho các thương hiệu sản phẩm Việt Nam trên thị trường trong nước và quốc tế. Trong quá trình hội nhập, tăng cường sự nhận biết của các nhà phân phối và người tiêu dùng trong và ngoài nước đối với các sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam.